Chào các bạn, trong clip ngày hôm nay thì Mang Kiếm Tiền cùng với các bạn sẽ tìm hiểu về đệm cao su làm từ thiên nhiên và tại sao đệm cao su làm từ thiên nhiên lại đắt như vậy. Đệm cao su làm từ thiên nhiên là một trong loại đệm đắt đỏ nhất trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả của cao su đệm thiên nhiên này hoàn toàn tương xứng với những gì mà nó mang lại. Đệm cao su thiên nhiên được làm từ mủ cao su, một chất liệu có tính đàn hồi và độ bền cao. Mủ cao su có khả năng nâng đỡ cơ thể một cách tối ưu, giúp giảm thiểu áp lực lên các điểm đau nhức. Ngoài ra, đệm cao su thiên nhiên còn có khả năng kháng khuẩn, khử mùi, giúp tạo môi trường ngủ sạch sẽ và thoáng mát. Một số lý do khiến đệm cao su thiên nhiên đắt hơn các loại đệm khác như sau. Mủ cao su là nguyên liệu tự nhiên cho nên là có giá thành rất cao. Quá trình sản xuất đệm cao su thiên nhiên đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp và rất tinh vi. Đệm cao su thiên nhiên có độ bền cao, có thể sử dụng trong nhiều năm mà không cần thay mới. Mặc dù có giá thành cao, nhưng đệm cao su thiên nhiên là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn có một giấc ngủ ngon và sâu. Đệm cao su thiên nhiên có thể giúp cho bạn giảm thiểu đau nhức, cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng đệm cao su thiên nhiên. Giảm thiểu đau nhức. Đệm cao su thiên nhiên có khả năng nâng đỡ cơ thể một cách tối ưu, giúp giảm thiểu áp lực lên các điểm đau nhức. Điều này đặc biệt có lợi với những người bị đau lưng, đau vai gáy và đau khớp. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đệm cao su thiên nhiên có độ đàn hồi cao, giúp cơ thể có thể thư giãn, thoải mái khi ngủ. Điều này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp cho bạn ngủ ngon và sâu hơn. Mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đệm cao su thiên nhiên có khả năng kháng khuẩn và khử mùi, giúp tạo môi trường ngủ sạch sẽ thoáng mát. Điều này bảo vệ sức khỏe của bạn, ngăn ngừa các bệnh về da và hô hấp. Và như vậy chúng ta có thể thấy là quá trình để sử dụng từ cao su thiên nhiên tạo ra một chiếc đệm nó rất là vất vả, mất thời gian. Cho nên là giá thành của đệm cao su thiên nhiên nó rất là đắt. Và đây cũng chính là một trong những cái thị trường ngách và mang lại cho rất nhiều lợi nhuận cho đơn vị nào đang sản xuất ra những chiếc đệm làm từ cao su thiên nhiên nguyên chất và giá thành có thể lên tới vài trăm triệu một chiếc. Ở Việt Nam chúng ta có thể thấy thương hiệu đệm Kim Đan là đệm cao su làm từ thiên nhiên. Và một chiếc đệm này đã được quảng cáo là có thể bền lên tới 50 năm, 60 năm. Và điều này thì rõ ràng là với chi phí bỏ ra ban đầu và thời gian sử dụng thì nó cũng tương xứng với nhau. Và việc bán và kinh doanh sản phẩm đệm làm từ cao su thiên nhiên là một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời.